Hi, chào các bạn đã vào channel. Hôm nay mình và anh Tường sẽ làm một cái video chỉ cho các bạn một số kỹ thuật tự vệ khi mà các bạn bị nắm tay, nắm áo, thậm chí là bóp cổ hay là kẹp cổ. Thì những cái kỹ thuật này đó nó được rút tỉa từ nhiều môn võ khác nhau chứ không phải nhất thiết là một môn. Và người ta dạy trong những cái lớp self defense, tức là lớp tự vệ ở Mỹ. Các bạn có thể học lớp này 1-2 buổi là người ta dạy bạn đủ hết. Nó chi tiết hơn, thí dụ như người ta dạy mình la này nọ vân vân. Nhưng mà ở đây mình chỉ cô động lực cho các bạn những cái kỹ thuật nhỏ các bạn cũng rất là dễ nhớ, không cần các bạn phải là võ sư tập 20-30 năm trời mới làm được. Những cái người võ sư đó họ tập luyện nhiều thì họ công phá nó dữ, còn mình đó là mình tập để mà mình thoát hiểm khi mà mình bị người ta tấn công. Trong cái trường hợp như ví dụ như bạn đi biểu tình cá chết chẳng hạn, mà các bạn bị những cái người mà họ không mặc sát phục, họ không phải là cảnh sát, có thể là công an chìm, mà họ tấn công bạn, thì bạn dùng những cái này để bạn tự vệ. Và nên nhớ là cái điều quan trọng trong bất cứ chiến đấu là cái yếu tố bất ngờ và cái yếu tố gây cho cái shock cho người ta thì mình mới dễ làm việc. Chứ còn bạn để lâu quá, bạn chần chừ thì bạn bị trễ. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Trước tiên đó là các bạn nên nhớ là một người dù có đô, có bự, có tập tạ nặng 200kg đi nữa, giống như là Rambo đi nữa, thì có những chỗ họ vẫn yếu, không thể cải thiện được. Đó là mắt, mũi, miệng, yết hầu. Yết hầu là ngay cái lỗ, ngay chỗ cái cổ của mình ngay đây, chỗ này. Hạ bộ, đó là những cái chỗ mà bất cứ một người nào cũng bị yếu cả. Thành ra các bạn nên nhớ là khi để mà thoát lên đó, những cái chỗ đó là bạn tấn công được là bạn phải tấn công. Còn nếu mà bạn không tấn công những chỗ đó thì cái sức mạnh của họ nó sẽ hơn bạn, bạn sẽ không có làm lại được. Nhưng mà nếu mình tấn công đúng vào chỗ đó thì bạn sẽ không cần dùng sức mà các bạn cũng có thể thoát ra được. Bây giờ thí dụ đầu tiên là thường nhất là thí dụ như ở ngoài đường bạn đi mà bạn hay bị người ta nắm tay như vậy, nó chụp tay bạn như vậy, thì mà người ta chụp như vậy á mà mình biết ý đồ của người ta là ý đồ xấu rồi, thì cái việc đầu tiên là bạn phải tấn công vào cái, khi mà nắm như vậy thì cái mặt người ta chống, bạn tấn công liền. Bạn không có dùng cái nắm đấm như thế này, nắm đấm như thế này để cho võ sư họ luyện họ quen nó cứng. Còn đối với người thường, bạn có thể dùng cái này, bạn có thể dùng cái này, cái palm, cái gót này nè, bạn đánh vào những cái chỗ yếu, hoặc là bạn chụm cái tay bạn như vậy, bạn mổ như gà mổ, bạn mổ vô mắt họ. Mà khi bạn làm như vậy á, ví dụ như anh nắm vậy, bạn mổ vào mắt họ như vậy, thì họ sẽ lỏng cái tay này ra. Bạn rất dễ tháo. Bạn chỉ việc đưa lên như là bạn có thể tháo được rồi. Từ ở dưới, bạn đưa lên như vậy. Ví dụ như trong Aikido người ta có thể dạy bạn xoay như thế này vân vân. Nhưng mà đối với người thường không có tập luyện nhiều đó thì nó nhớ nhiều lắm không cần nhớ. Bạn chỉ cần tấn công những cái chỗ hiểm, ví dụ như họ nắm như vậy, chống, bạn cứ đá vào hạ bộ họ. Khi đá xong là bạn bung cái tay ra được liền. Hoặc là bạn vừa làm hai cái động tác một lúc luôn, bạn vừa đá mà vừa bung luôn cũng được. Đó là cái cách đầu tiên để mà thoát khi mà nắm tay cùng chiều. Ví dụ như họ nắm tay chéo như thế này, chéo như thế này thì cũng vậy thôi. Ở phía trên, phía dưới của họ nó vẫn hở, bạn có thể đá vào ống quyển của họ, bạn có thể đá vào đầu gối của họ. Những cái chỗ này cũng rất là yếu. Mà khi mà bạn đá vậy, họ lỏng rồi đó, thì bạn rất là dễ làm việc. Hoặc là bạn có thể kéo họ một tí xíu để cho họ phản xạ, hoặc là bạn đẩy. Khi bạn đẩy á, thì họ sẽ chồm người đến, thì lúc đó bạn có thể lên gối chẳng hạn. Đó, thì khi mà bạn, cái đó là bạn cách đầu tiên để bạn làm cho họ lỏng ra. Và sau đó cái tay bạn đây, bạn có thể đưa lên như thế này, bạn vịn đây, bạn đẩy xuống là nó ra. Anh Tường sẽ nắm chặt vào, mình đá vào là ra ngay, không có nắm được. Tại vì á, ảnh nắm ở khúc xương của mình, trong khi đó mình chủ động mình bẻ cái phần wrist, tức là cái phần cổ tay của ảnh, chỗ này nó yếu, ảnh nắm cái chỗ này nhưng mà mình lên chỗ này bung ra được. Ok, là hai cái xéo tay. Bây giờ ví dụ như nắm hai tay chẳng hạn, họ giữ hai tay thì họ vừa chụp là mình ấy liền, chứ mình đừng có để lâu quá, bởi vì họ không có quyền gì để mà họ nắm tay mình như thế này cả. Ok, thì đầu tiên á, khi mà họ nắm như vậy, bạn có thể kéo, bạn kéo lại, bạn kéo họ và họ bạn lên gối, cứ lên mạnh vào đó, bạn tập như thế. Rồi bạn sẽ thoát cái tay bạn ra, bạn xoay nó ra. Ok, bây giờ
chẳng hạn nắm nắm áo. Cái nắm áo như vậy, khi mà người ta nắm áo như vậy á là người ta hết cái tay rồi, thành ra người ta cũng không có bảo vệ cái mặt người ta được. Mình có thể đánh, mình có đánh vào mặt người ta, mình có thể đánh vào mũi người ta, nhưng mà mình có thể vừa đánh mà vừa tháo ra luôn. Bạn đưa lên vậy là nó ra rồi, đúng không? Bạn đưa từ dưới lên, bạn bung ra là nó ra rồi. Bạn có thể đánh như thế này, bạn đánh vô mặt, bung ra luôn là bạn chạy được. Hoặc là nắm một bên thì rất là dễ. Nắm một bên á thì bạn chụp vào cái nắm tay người ta nè, bạn nhấn xuống như thế này, nó rất là đau các bạn. Nếu mà phụ nữ nhỏ nhỏ con á, người ta nắm như vậy á, bạn ngồi xuống luôn là nó sẽ có thể là gãy cái xương tay chỗ này, rất là đau, là họ sẽ phải buông mình ra. Và ví dụ như bị kẹp cổ chẳng hạn, kẹp cổ như thế này á là họ vừa kẹp mình thôi, là bạn phải đưa cái chân sau của bạn ra phía sau của họ và bạn ngã ra làm sao đó. Tức là bạn làm như vậy á, bạn làm cho họ đau, họ mệt thì họ sẽ yếu sức để mà họ bắt bạn tiếp. Trừ khi mà 2-3 người tấn công bạn thì cái đó là chuyện khác, nhưng mà một đối một đó thì những cái kỹ thuật này có thể giúp bạn thoát thân rất là tốt. Hoặc là khi mà bạn bị xiết cổ chẳng hạn, hoặc bạn bị ôm từ phía sau, khi bạn ôm như vậy á thì bạn nên nhớ là bạn phải né vào bên cho nó trống, cái tay bạn này nó trống nè, bạn có thể đập vào cái hạ bộ của người ta đó. Khi bạn đập vào như vậy thì họ sẽ lỏng cái tay này ra đó, thì bạn sẽ thoát ra được. Ôm như vậy, nhưng mà khi mà đập vào, người ta chỉ cái kỹ thuật đúng ở trong mà tự vệ đó, họ kêu mình bóp xong rồi mình còn xoay rồi mình giật nữa, tức là làm cho nó đau thì nó mới buông mình ra được các bạn. Hình như là đó là tất cả những cái điều mà mình muốn chia sẻ hôm nay. Tức là những cái này không có khó, bạn chỉ việc tập một chút xíu để cho nó vào đầu. Bây giờ chúng ta ôm lại, thí dụ như nắm cùng tay thì các bạn nhớ là các bạn phải tấn công vào những cái chỗ hiểm, thậm chí cái yết hầu. Khi mà họ nắm như vậy á, bạn chỉ cần việc bạn chọc vào yết hầu họ là họ ra liền, không có giữ bằng được. Nó lạ lắm, những cái chỗ đó khi mà bị tấn công á, thí dụ như bây giờ xiết cổ lại, xiết cổ nó có nhiều cách lắm. Bây giờ có thể xiết cổ như thế này nè, khi bạn xiết như vậy á, cái tay của bạn chống nè, thấy không? Bạn có thể tấn công đây được nè. Khi mà bạn tấn công đây, cái tay bạn móc cái mặt họ nè, thấy không? Móc vô cái mặt, cái móng tay á, móc vô cái mũi họ, kéo ra như thế này đó. Khi bạn làm mạnh á, họ té liền là họ rất là đau. Khi mà tấn công vào mũi này nọ rất là đau, họ yếu lắm, giống như là bị người ta xỏ mũi mà kéo đi vậy. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Hy vọng là cái video này giúp được cho các bạn nữ biết được một số kỹ thuật để mà không có bị quấy nhiễu, không có bị người ta tấn công, trong cái trường hợp là mình không có muốn mà người ta tấn công mình. Chào tạm biệt các bạn.